Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Light Finance. Quý vị và các bạn thân mến, di chuyển dừng lỗ về hệ vốn có thể tốt hoặc xấu tùy thuộc vào thời điểm của bạn. Video này sẽ chia sẻ cho các bạn thời điểm tốt để di chuyển cắt lỗ về hệ vốn. Thời điểm tốt để di chuyển cắt lỗ về hệ vốn, hầu hết các trader đều di chuyển dừng lỗ về hệ vốn với mục đích để bảo vệ tài khoản hay giao dịch của mình khỏi thua lỗ. Tất nhiên đây là lý do chính đáng, nhưng cách làm mới là điều quan trọng. Nhiều trader thì bỏ lỡ lợi nhuận lớn chỉ vì dời dừng lỗ về hệ vốn. Bạn phải biết được nguyên nhân mà bạn dời dừng lỗ về hệ vốn là gì. Bạn làm điều này chỉ vì để bản thân bớt lo sợ hay bạn đã có một khoản lợi nhuận nhất định rồi muốn thu về? Nếu là nguyên nhân đầu tiên thì rõ ràng bạn đã sai rồi. Nếu như bạn dời dừng lỗ về hệ vốn chỉ để yên tâm là giao dịch đó không lỗ, giảm bớt nỗi sợ của bản thân thì tốt nhất bạn đừng nên dời dừng lỗ kiểu như vậy. Vì kiểu hành động này sẽ khiến cho bạn càng sợ thua lỗ, sợ giao dịch hơn và quan trọng là bạn mãi không hề kiếm được lợi nhuận lớn trong giao dịch. Tâm lý không muốn mạo hiểm thua lỗ để kiếm được lợi nhuận lớn hơn này sẽ ngăn cản bước đi của bạn, khiến bạn khó trở thành một trader thành công được. Nhưng nếu nguyên nhân dời dừng lỗ của bạn là để thu về một khoản lợi nhuận nhất định thì đây là việc bạn làm đúng đắn. Dưới đây là cách dời dừng lỗ về hệ vốn bạn có thể sử dụng. Cách dời dừng lỗ về hệ vốn một cách đúng đắn để bạn chuyển điểm dừng lỗ về hệ vốn đó là trước tiên hãy đảm bảo bạn đã kiếm đủ lợi nhuận từ giao dịch đó, thường là khi giá đã đạt được mục tiêu lợi nhuận của bạn. Đối với một vài trader, họ sẽ dùng số pip để đo lường. Có nhiều trader sẽ sử dụng tỷ lệ risk reward xem xét, ví dụ như là lợi nhuận gấp 1,5 hoặc là 2 lần thua lỗ thì sẽ dời. Dù lý do là gì thì bạn cũng phải đảm bảo rằng bạn có một khoản lợi nhuận hợp lý để làm việc này. Và đây là mục tiêu đầu tiên của bạn. Lấy một số phần trăm lợi nhuận nhất định từ giao dịch đó và sau đó dời dừng lỗ về điểm hệ vốn. Như vậy bạn có thể vừa thu được một chút lợi nhuận, vừa có vốn để tiếp tục giao dịch. Khi giá tiếp tục đi theo hướng có lợi cho bạn, bạn có thể làm theo 4 bước sau. Bước 1, trước tiên bạn sẽ chia nhỏ giao dịch ban đầu ra thành những giao dịch nhỏ hơn để có thể dễ dàng quản lý. Bước 2, sau đó thiết lập điểm dừng lỗ cho mỗi giao dịch bạn thực hiện. Nếu giao dịch bạn dừng lỗ thì bạn cũng sẽ mất số tiền nằm trong giới hạn rủi ro của mình vì thực tế bạn chỉ chia nhỏ khối lượng ban đầu giao dịch ra thành những giao dịch nhỏ hơn mà thôi. Bước 3, chốt một phần lợi nhuận nếu giao dịch có lãi. Điểm dừng lỗ giống nhau cho mỗi lệnh được chia nhỏ, nhưng chốt lời sẽ có mục tiêu khác nhau ở mỗi lệnh. Khi một lệnh có lợi nhuận đạt được mục tiêu, giao dịch đó sẽ tự thoát và những giao dịch nhỏ còn lại sẽ tiếp tục duy trì. Bước 4, dời dừng lỗ về hệ vốn ở những giao dịch còn lại. Tóm lại, khi một khoản lợi nhuận nhất định, hãy lấy một phần lợi nhuận và sau đó dời dừng lỗ về hệ vốn là cách an toàn nhất và tốt nhất cho giao dịch của bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.